Vì sao người Việt lại thích chọn hàng Nhật? Ok, chào mọi người này. Hôm nay Điện Máy Ăn Gia tiếp tục lên video. Thì video này mình sẽ nói về cái vấn đề là người Việt Nam mình rất thích dùng hàng Nhật. Đấy, có thể là hàng mới, hàng Nhật bãi nói chung là đấy. Thì mình sẽ có thể tổng hợp thành bốn cái lý do nhé. Đấy, thì mình sẽ đi luôn vào vấn đề này. Đầu tiên là tâm lý sính ngoại. Người Việt mình thì có một cái gọi là một trong tư tưởng đầu ấy, trong trong đầu mỗi người ấy, thì luôn luôn có một cái tâm lý gọi là sính ngoại tất cả những cái đồ thì thôi. Thật sự là mình thấy ví dụ như bây giờ ngay kể quả những cái quả táo của Việt Nam mình ấy, rất là ok, nhưng mà cứ vẫn cứ phải nhập hàng của Mỹ, của New Zealand gì đó về để bán. Cái tâm lý sính ngoại ở người Việt Nam mình rất là cao, nên đấy cũng là một trong những cái lý do mà người Việt mình thích chọn những hàng nước ngoài, trong đó những hàng Nhật và hàng châu Âu là những cái mặt hàng mà rất là nhiều người thích đấy. Ok, đấy là nguyên nhân đầu tiên này. Cái nguyên nhân thứ hai nhá, chất lượng đầu vào sản phẩm của Nhật rất là cao. Có thể nói là cái hàng Nhật thì nó ăn vào đầu người Việt Nam mình. Hàng Nhật và hàng Đức, là Đức và Nhật là hai nơi có cái tiêu chuẩn đầu vào, nhất là thiết bị điện tử, cực kỳ cao đấy. Và để sản phẩm vào được Nhật thì nó có qua rất là nhiều quy trình kiểm soát rất là chặt đấy. Thế nên là cái chất lượng mà các sản phẩm của Nhật thì của thị trường Nhật đó thì nó cực kỳ là tốt luôn. Nên là cái việc mà kiếm được một con máy của Nhật thì nó có nhiều tính năng hơn này, hỗ trợ người dùng nhiều hơn này, và sản phẩm thực sự là chất thật đấy. Thì đấy là một cái thực tế, và nếu như bác nào đã dùng hàng Nhật rồi thì các bác có thể biết, và cái đấy thì không phải nói nhiều nữa đúng không ạ? Cái thứ ba là thực tế đã chứng minh đấy, thì nó cũng như là ý trên, thì cái thực tế đã chứng minh rất là nhiều người dùng đi dùng lại, mua đi mua lại các cái sản phẩm. Ví dụ như mình bán điện điện lạnh, điện máy chẳng hạn, thì cái người Việt mình mua đi mua lại cái những cái sản phẩm của Nhật là rất nhiều, và thậm chí có những người đã dùng hàng Nhật thì họ không quay ra họ dùng hàng mới nữa, hàng các cái hàng của nước khác hoặc là như thị trường hàng ở Việt Nam mình nữa, mà họ cứ chỉ dùng hàng Nhật thôi. Và thậm chí có những nhà gia đình mình đã đi set up cho các cái về các cái sản phẩm, thì có những nhà họ làm riêng một cái đường điện, họ làm một cái con đuổi nguồn 15A cắm một góc và làm riêng một cái đường điện để cắm những thiết bị của Nhật, nhất là thiết bị điện đấy. Thì có thể đấy là một trong những cái lý do mà người ta chọn hàng Nhật. Và cái cuối cùng này, cái cuối cùng là giá thành của hàng Nhật, ví dụ như là điện tử của mình bán nhé, thì giá thành của hàng Nhật bãi rất là rẻ nhưng mà chất lượng lại hơn hàng mới. Cái lý do này thì có thể là nó có thể chỉ tồn tại ở, mình không biết các nước khác như nào, có thể chỉ tồn tại ở Việt Nam mình thôi. Thực ra Việt Nam mình thì cái kiểm nghiệm, cái kiểm chứng chất lượng đầu vào của Việt Nam mình rất là kém. Trung Quốc họ đẩy bao nhiêu hàng kém sang Việt Nam mình, Việt Nam mình tiêu thụ hết. Nên là cái hàng Nhật ấy, nó Nhật bãi, cũng như hàng Nhật bãi, cũng như hàng điện tử mình đang điện đẩy mình đang bán nhé, thì nó chất lượng của nó rất là tốt, thậm chí nó tốt hơn rất nhiều những con mới mà các bác mua ở ngoài thị trường đấy. Thế nên là đấy là cái đặc điểm mà dẫn đến là cái tâm lý của người Việt mình nó ăn vào tâm lý rồi, nên là cái mặc dù là cái hàng Nhật họ đã dùng rồi nhưng mà nó về Việt Nam bán rất là tốt, như Việt Nam mình thì tiêu thụ rất là nhiều hàng Nhật bãi. Thì đấy là một trong những cái lý do mình thấy là khá thuyết phục, khá thuyết phục. À, ok, thì mình đã tổng hợp được bốn cái lý do nguyên nhân, và hy vọng là những cái lý do nguyên nhân này thì nó cũng sẽ là cái đại diện cho rất là nhiều người đang muốn chọn hàng Nhật. Rồi, cảm ơn mọi người.